Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương. Chào mừng mọi người tới với bài tập của ngày hôm nay. Mình thường up clip mới vào mỗi sáng chủ nhật 7 giờ sáng hàng tuần. Nếu bạn là người mới hãy bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để nhận thông báo vào mỗi sáng chủ nhật và tập yoga cùng với Thương nha. Và bài tập hôm nay sẽ tập trung vào phần cơ bụng, mông và đùi, sẽ giúp bạn có được một cái thân hình săn chắc và rắn rỏi cho những cái buổi tiệc sắp tới, cho Noel, cho Tết sắp tới nha. Và bình thường mặc cái áo tank top ở ngoài, tại vì cái da của mình khá là nhạy cảm với cái mặt hạm và cái mặt tiếp xúc, cho nên nó hay bị ực đỏ, hay bị trầy, hay bị nổi mẩn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ gợi ra để show cho mọi người thấy cái cách mà gồng cơ bụng, cái cách siết bụng, siết đùi như thế nào. Và mình có một lưu ý nhỏ cho những bạn mới, đó là nếu bạn mệt quá, cái sức bền của bạn chưa có thì bạn hãy cứ tắt nó ra. Bạn tập cái chuỗi động tác này rồi bạn nghỉ một chút rồi bạn lại tập thêm một chuỗi mới. Hoặc là nếu mà những bạn tốt hơn, bạn tập lâu hơn, bạn hãy tập một vòng hết rồi bạn lại quay lại tập một vòng nữa cũng được nha. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Mình trải thảm ra và bắt đầu bài tập yoga cho cơ bụng, mông, đùi, làm săn chắc cơ thể của ngày hôm nay cùng với Thương thôi. Nào mình ngồi lên giữa thảm, lùi hai cái chân về sau và mình ngồi vào tư thế em bé. Bạn mở hai cái đầu gối ra một chút, chống hai bàn tay, sau đó bạn đẩy cái mông bạn duỗi ra sau cho tới khi mông chạm vào gót chân và bạn hạ nhẹ nhàng trán xuống. Bàn tay bạn duỗi về phía trước và cái mông bạn kéo về phía sau. Nào mình giữ đây một vài nhịp. Bạn đừng cong người lại ha, hãy để cái người duỗi ra, bò bò các ngón tay rướn. Và dùng ý thức trong hơi thở của mình, bạn nhìn cái thắt lưng bạn, nhìn cái mông bạn về sau. Nào mình giữ đây 5 nhịp thở dài. Sau đó bạn nhẹ nhàng mở mắt ra, ngẩng mặt lên. Mình sẽ vào tư thế chó úp mặt. Bạn chống bàn tay chắc, nhón cái mũi chân của mình. Nào đẩy mông về phía sau. Nào duỗi ra, bám chắc tay và duỗi dài cái người mình về sau. Trường hợp bạn chưa đạp được cái gót chân xuống sàn ấy, thì bạn khuỷu gối một chút và duỗi cái lưng mình ra sau thì giúp cho lưng thẳng như vậy. Nếu bạn được đạp được hoàn toàn chân xuống rồi thì đẩy từ bàn tay, nhướn cái mông cao lên, đạp chân và rướn cho cái phần lưng dưới, cái phần xương cụt của mình chỉ cao lên. Nào mình giữ ở đây 5 nhịp thở nữa. Sau đó bạn bám cố định hai bàn tay, rút chân phải và bạn đá về sau, chỉ cái mũi chân phải căng về sau. Bạn bước chân phải lên giữa hai bàn tay phía trước của mình, bước lên. Nào nhọn ngón tay thẳng cái đầu gối, vuông góc cái đầu gối phía trước, thẳng chân sau. Và bạn nhìn vào một điểm trước mặt của mình. Sau đó bạn mở vai ra và mở lồng ngực này. Lúc này người bạn vuông góc với mặt sàn, nhìn lên trời, hít vào hai tay bạn chắp lại, rướn mắt nhìn theo tay trên trời. Giữ 5 nhịp, 1, 2, 3, 4 và 5. Úp tay xuống sàn, rút chân về sau, vào tư thế chó úp mặt. Mình duỗi dài ra. Nào đá chân trái chìa về sau, mũi chân chỉ thẳng ra. Bạn bước chân trái lên giữa hai bàn tay phía trước của mình, nhọn ngón tay thẳng đùi sau, vuông góc chân trước, nhìn về phía trước. Sau đó bạn mở vai ra, mở lồng ngực, giữ lưng thẳng với mặt đất. Sau đó bạn chắp tay vươn lên và nhìn theo bàn tay của mình. Nào mình giữ 5 nhịp. 1, 2, 3, 4 và 5. Bạn chống tay, lùi về phía sau, tư thế chó úp mặt trở lại, duỗi dài người mình ra. Nào mình tiếp tục đá chân phải của bạn lên trời, chỉ về sau. Và mình bước chân phải lên giữa hai bàn tay phía trước của mình, nhọn ngón tay, ngẩng mặt lên, lặp lại như hồi nãy. Mình mở vai ra, vươn hai tay và nhìn theo tay trên trời. Sau đó bạn mở cái cùi chỏ tay của mình và bẩy ra phía sau. Bạn thấy cái lồng ngực mình mở ra ha, mình không mở về phía trước nè, mình đẩy về phía sau. Nào hít vào, bạn thẳng gối,
vươn lên trời, rướn nhìn theo tay hay tay chắp lại trên trời. Thở ra bạn khuỵu hạ đầu gối phía sau, mở vai. Mình sẽ lặp lại 5 lần như vậy nha mọi người. Bắt đầu 1, hít, rướn lên, thở ra. Bạn phải tập chậm rãi và cảm giác vào mới thăng bằng được. 2, thở ra. 3, thở ra. 4, đứng lên, thở ra. Nào nhịp cuối cùng, hít vào lên, thở ra. Bạn giữ cái đầu gối sau nâng khỏi sàn, sau đó úp tay về phía trước. Mình rút về lại tư thế đào đót, tư thế chó úp mặt, duỗi người mình ra. Nào mình đổi bên, đá chân trái của bạn chĩa về sau, rướn và bước chân trái lên giữa hai bàn tay phía trước của mình. Nhón mũi chân sau, mở lồng ngực. Nào mở vai, mở cẳng tay, vươn hai tay lên trời, nhìn theo bàn tay của mình, hít vào. Sau đó thở ra, bạn mở cái bả vai ra, mở lồng ngực mình nhìn về trước. Mình sẽ lặp lại 5 lần cho bên này. Hít vào thẳng gối, rướn và chạm tay trên trời, khuỵu hạ đầu gối sau, mở vai ra. 2, hít, thở ra. 3, hít vào, thở ra. 4, hít vào lên, thở ra. Nhịp cuối cùng, 5, hít vào lên. Và mình khuỵu gối trước, giữ đầu gối sau nâng khỏi sàn, thở ra. Úp tay về trước, rút về lại tư thế chó úp mặt, duỗi người mình, dạng lưng rườn ra sau. Sau đó mình vươn về tư thế bốn đệm, hai đầu gối và hai bàn chân mở ra. Úp mu bàn chân, lắc lư vai nhẹ nhàng. Nào tập một vài động tác con bò, con mèo để bạn quen với cái độ di chuyển của lưng. Hai tay bám, hạ eo xuống, ưỡn lưng lên, hít vào, nhìn lên. Thở ra, cuộn tròn lại, cầm kéo vào ngực. Nhịp thứ hai, hít vào. Thở ra. Nhịp thứ ba, hít vào. Thở ra. Nhịp thứ tư, hít vào. Đây là tư thế con bò. Thở ra vào tư thế con mèo. Nhịp cuối cùng, vào tư thế con bò, nhìn lên. Cuộn vào tư thế con mèo. Thở ra. Sau đó mình quay về vị trí trung tâm. Hai bàn tay bám cố định. Và mình nhón cái mũi chân trái của mình, chống mũi chân về phía sau, vuông góc hai bàn tay. Nào, mình từ từ khuỵu cái đầu gối chân trái, chỉ cái mũi chân lên trời, hạ eo xuống. Mình lúc này mình đang ở tư thế con bò. Nhớ là mình ẵm cái eo nha, hít sâu nhìn lên. Thở ra vào con mèo, kéo cằm vào cái đầu gối vào trong, thở đẩy thẳng tay. Nào hít, lặp lại 5, nhìn một lần, nhìn lên. Thở ra, cuộn vào. Nhịp thứ hai, hít vào, co gối, ngẩng mặt, nhìn lên. Cuộn gối, đẩy tay, thở ra. Nhịp thứ ba, hít vào. Thở ra. Nhịp thứ tư, hít vào. Thở cuộn vào. Và nhịp cuối cùng, hít vào, nhìn lên. Thở bạn cuộn vào. Sau đó hạ đầu gối, lắc lư nhẹ nhàng. Bắt đầu đổ mồ hôi rồi mọi người. Đổ qua bên kia, bám cố định hai bàn tay, giữ gối, đá chân phải thẳng ra sau, khuỵu gối phải, chỉ mũi chân lên. Mình vào tư thế con bò, hít sâu nhìn lên. Thở ra cuộn vào con mèo, cầm kéo vào gối. Hít. Thở ra. 3, hít. Thở ra. 4, hít vào. Thở ra. 5, hít vào. Thở ra. Và mình hạ gối. Nào lắc lư vai.
Sau đó mình bước chân bên trái ra ngoài bàn tay trái của mình. Mình thường làm bên trái bởi vì bên trái của mình nằm gần cái camera hơn, mọi người dễ quan sát hơn nha. Nếu bạn làm bên phải cũng được, không sao hết, đổi bên thôi. Lắc lư hông và lùi cái hông phía sau, nhìn về phía trước, nhìn vào một điểm trước mặt, ép cái phần háng xuống, úp chặt mu bàn chân phía sau, đẩy thẳng cánh tay. Nào, mình sẽ bắt đầu cái chuỗi của tay bên trái. Bàn tay hít vào, mình rút chân bên trái, đưa ra sau, đá lên trời. Thở ra, mình gác cái cùi đầu gối vào cái cùi chỏ của tay trái, một nhịp gồng về trước, đưa ra sau, đá lên trời. Hai nhịp mình gồng về trước, đúng rồi, đưa ra sau, đá lên trời. Ba nhịp gác về phía trước, ra sau. Bốn nhịp ra sau, nhịp cuối cùng lên, ra sau và hạ xuống. Nào, mình đổi cho chân bên kia. Bước chân phải đặt ra ngoài bàn tay phải của mình, đầu gối trái lùi về sau một chút, chống thẳng cánh tay, nhìn về trước. Hít một hơi dài, rồi mình thở ra. Nào, mình bắt đầu cho chân trái rút chân phải chứ, sorry, chân phải đưa ra sau, đá lên, một kéo lên, gác lên cùi chỏ, đưa ra sau, gác cao lên bạn, hai, đưa ra sau, ba, đưa ra sau, bốn, nào đá ra, năm, sau đó quay về giữa, nào lắc lư vai, lắc lư người, lắc qua lắc lại nhẹ nhàng. Hạ cái cùi chỏ tay của bạn xuống sàn và nắm bàn tay vào tư thế tròn phình, tư thế con cá heo. Nhón mũi chân, đẩy rồng cao ra sau, rướn người ra. Nào, vươn về trước, tư thế tấm ván. Gồng bụng, nếu cái mông bạn chậm cao hoặc thì bạn phải lùi cái chân và giữ cho cái người mình thẳng băng với mặt sàn này. Đẩy ra sau. Hai, gồng bụng. Đẩy ra sau. Ba, gồng lại. Đẩy ra sau. 4, gồng bụng. Đẩy ra sau. Nhịp cuối cùng, 5, gồng lại. Nào, mình giữ đây 5 nhịp. Xiết đùi lại, 1, 2, 3, 4 và 5. Mình hạ đầu gối mình xuống sàn, lắc lư lưng. Nào, chống lên, mình lại quay về 4 điểm, hai bàn tay bám, ngẩng mặt nhìn vào một điểm phía trước. Lúc này mình khuỷu hai cái đầu, chạm hai cái đầu gối của mình chống vào, chạm vào nhau, thẳng cánh tay. Nào, bắt đầu mình nâng chân trái lên này, nâng ngang lên một nhịp, thở ra hạ xuống, nhấc chân phải lên hai nhịp, xuống trái ba nhịp, nâng ngang lên nha bạn, xuống quạt ngang phải, bốn, năm, xuống, 6, xuống, 7, xuống, 8, xuống, 9, hạ xuống, phải nhấc lên, rồi hạ xuống, lắc lư nhẹ nhàng. Nào, mở rộng hai cái đầu gối bằng tay, lần này nó sẽ khó và nó mỏi hơn rất nhiều này, bạn bám cố định hai tay. Nào, mình sẽ nhấc tay bên phải và chân bên trái của mình hả, mình mở ngang tay phải này, mở ngang chân trái, một nhịp hạ xuống, hai nhịp hạ xuống, ba nhịp hạ xuống, bốn nhịp hạ xuống, năm hạ xuống, sáu hạ xuống, bảy xuống, tám xuống, 9 xuống, 10 rồi hạ xuống, lắc lư vai, lắc lư hông, lắc lư người một chút xíu và chéo bàn chân lùi về sau, ngồi lên cái mông của mình. Nào, từ vị trí này bạn hạ hai cái cùi chỏ của bạn xuống dưới sàn, siết bụng, siết mông, úp chân. Nào, giữ cho cái cùi chỏ và vai của bạn vuông góc nha. Hít vào, nhấc chân lên, ngẩng mặt xuống, 2, xuống, 3, xuống, 4, xuống, bạn chỉ cần nhấc 45 độ thôi, 5, xuống, 6,
7 xuống 8 xuống 9 xuống. Nhịp cuối cùng lên nào, giữ đây, giữ ở đây 10 nhịp, cố lên mọi người, cố lên, cố lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10, hạ xuống sàn nào, nằm ngửa cái người của mình ra luôn. Sau đó bạn vươn hai tay qua quả đầu, ép cái thành thòng lưng, bạn chỉ thẳng hai chân của mình lên trời. Chị lên nào, gồng bụng lại, mình lặp lại 10 nhịp cho phần cái bụng ở đây nha. 1 xiết bụng lên, 2 lên, 3 nâng lên, 4 nâng lên, nhớ gồng bụng nha bạn. 5 ép thắt lưng xuống, ép xuống lại lên. 6 xiết bụng lên, 7 lên, 8 lên, 9 lên. Nhịp cuối cùng 10 nào, nhấc lên và ôm gối vào lồng ngực của mình, lắc lư lưng, lắc lư thắt lưng về hai bên. Bạn gác chân bên phải qua chân trái, xoắn về bên trái, vặn vai, xoay khuôn mặt về bên phải, xoắn nhẹ lưng của mình qua. Rồi mình nâng lên, vắt chân trái qua và xoay người về trái, xoay người vặn một chút. Sau đó mình quay về giữa, ôm gối vào, lắc lư lưng, chẹo cái bàn chân của mình, chẹo hai cái chân, vươn tay mình bật người ngồi lên này, bật lên, ngồi lên. Và mình cúi cái người mình về phía trước, tay đặt lên gối, mình rướn lưng, rướn rướn, mình thấy là các đốt sống lưng mình giãn ra, giãn ra, giãn ra, cho tới khi bạn chạm được cùi chỏ dưới sàn. Giữ đây một vài nhịp, hoặc là nếu muốn bạn có thể cúi cái đầu rạp xuống luôn cũng được. Mình thích ở đây hơn tại mình cảm giác được cái lưng dưới của mình chỗ này nó kéo dài ra được nè. 2 3 4 nào, vươn hai tay lên trời. 5 hít vào, rướn lên, vặn về bên trái của mình, tay phải đặt lên gối, tay trái chống về sau nào, xoắn người ưỡn lưng vặn ra. Hít vào vươn lên, xoắn về bên phải của mình, tay chống gối, tay chống sau, xoắn người quay về trước. Hít vào vươn lên, đưa hai tay ra sau lưng, đan lấy, ưỡn ngực, mở bả vai, rướn lên nào, cúi. Lần này cố gắng chạm cái đầu mình chống xuống sàn, xuống hẳn xuống sàn luôn. Thở ra, thở ra, thở ra. Sau đó hít vào lên và đưa tay chắp về trước ngực. Mình cùng nhau hít vào một hơi thật dài và mở mắt ra, thở dài ra. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương và Yogi Travel trong cái bài tập ngắn cho cơ bụng mông đùi trong cái bài tập vừa rồi. Nếu bạn có thời gian, hãy ngồi nghỉ một chút ở tư thế em bé, hoặc là nằm nghỉ, nằm ngửa ra cho cơ thể mình thư giãn. Hoặc là nếu bạn muốn tập lại một vòng nữa thì cứ quay lại từ đầu và tập một vòng như vậy nữa cũng được nha. Và nhớ gồng siết chặt cơ bụng, đặt tay đặt chân đúng vị trí để cái hiệu quả của bài tập tăng lên được nhiều. Nhớ bấm nút đăng ký và chia sẻ cái ý kiến của mọi người cho mình về bài tập này ở bên dưới nha. Tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong cái video clip lần sau.